Bài giảng về giáo hội. Ai là người lớn nhất trong nước trời? Ma-thêu chương 18. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày 11 tháng 8, Hội Thánh kính nhớ Thánh Clara Trinh Nữ. Thánh Clara Trinh Nữ là một vị thánh ảnh hưởng mạnh bởi tinh thần của Thánh Francisco Assisi, Francisco khó nghèo. Và Ngài đã cùng với các chị em thiết lập nên đan viện để sống tinh thần khó nghèo một cách triệt để. Lời Chúa trong Tin Mừng Ma-thêu ngày hôm nay chúng ta nghe cũng phản hồi một chút nào đó lời mời gọi của Thiên Chúa nơi thánh nữ Clara. Chúa Giê-xu đặt cái vị trí của trẻ thơ và người tội lỗi ở nơi trung tâm con tim yêu thương và lộ trình cứu độ của Ngài. Trong khi đó, các tông đồ và cả tôi cũng như anh chị em nữa, chúng ta đặt trẻ thơ và những người tội lỗi vào bên rìa. Trẻ thơ thì biết gì mà nói, còn người tội lỗi thì không lo cho đàng hoàng mà còn bon chen cũng loại trừ. Cái nhìn của chúng ta và cái nhìn của Chúa Giê-xu nó luôn luôn không có ngang bằng được với nhau. Nó như thể là Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu Ki-tô thì có một cái nhìn tinh tuyền về các thụ tạo của Ngài. Đặc biệt là con người là thụ tạo khi Thiên Chúa dựng nên, Ngài thấy rất tốt đẹp. Nên dù là một trẻ thơ nhỏ bé hay là một người lớn mà mang đầy thương tích và tội lỗi thì trong mắt Chúa Giê-xu vẫn cứ là tốt đẹp. Còn chúng ta cũng là thụ tạo của Chúa, nhưng có lẽ là chúng ta đã một lần đầu phục sự dữ, đã chạy theo ác thần và để làm cho sự dữ chi phối đời sống chúng ta, khiến cho con mắt của chúng ta nhìn nó có một cái sự khinh miệt và tạo ra một cái thứ đẳng cấp cho mình và một cái thứ hạ cấp nào đó cho trẻ con và cho người tội lỗi, khiến cho đời sống xã hội của chúng ta luôn luôn tạo ra những bất công. Chúa Giê-xu bảo rằng ai kính trọng những đứa trẻ này là kính trọng chính Chúa. Ai cho một đứa trẻ này uống dù chỉ một bát nước thì Thiên Chúa sẽ không quên cái phần họ phục vụ đứa trẻ trong nước trời. Còn đối với người tội lỗi thì Chúa Giê-xu đưa ra một hình ảnh một người chăn chiên bị mất một con chiên, sẵn sàng bỏ 99 con chiên lại để đi tìm cho được con chiên thứ 100 đi lạc trở về. Cái sự đánh đổi gia tài, bỏ đi vật chất để giành lại một con người
cho chúng ta thấy con người luôn luôn ở vị trí quan trọng, chứ không phải địa vị, không phải vật chất là quan trọng. Chính vì vậy mà dù người ta tài giỏi hay thấp kém, dù người ta to con tốt tướng khôn ngoan bác học hay nhỏ bé yếu đuối dốt nát, dù là người thánh thiện hay là người tội lỗi, thì cái người trong mỗi nhân vị đó mới quan trọng. Và chính Thiên Chúa muốn chúng ta phải kính trọng người, và đi đến sâu xa, người là hình ảnh của Thiên Chúa. Sâu xa, người là nơi Thiên Chúa hiện diện. Chớ có khinh chê một ai. Vì khi chúng ta khinh chê như vậy, là chúng ta khinh chê chính Thiên Chúa, khinh chê nơi Thiên Chúa hiện diện, khinh chê công trình sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa. Hãy mở lòng ra để kính trọng mọi người. Và chắc chắn rằng trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng rất cần sự kính trọng của người khác. Amen.